kính chào tất cả mọi người. Ta là vị thần bảo hộ cho khu rừng này. Và ngày hôm nay, ta đến đây với một thông điệp muốn gửi tới tất cả mọi người rằng tất cả vạn vật trên thế gian này đều có sự thần kỳ và điều kỳ diệu mà tạo hóa thiên nhiên đã ban tặng cho chúng. Bởi vậy, dù là đất cứng, đá cằn, cỏ khô, cây mục, nếu ban cho chúng nắng rạn mưa lành, lòng từ bi, thì điều kỳ diệu đó sẽ xảy ra. Cho nên, dù là gốc cây ngọn cỏ đều có linh hồn, đám mây đang lững lờ trôi kia đều có nước mắt, còn núi non sông ngòi, chim muông sâu kiến đều có tình cảm, và chúng đều muốn cống hiến cho thế giới này, thế gian này một cuộc sống tươi đẹp hơn. Nói về loài sâu bọ nhỏ bé, ở đây sẽ có tất cả mọi người đều sợ loài sâu bọ đó, nhưng chính loài sâu bọ đó cũng là một điều kỳ diệu. Chúng ta hãy xem điều kỳ diệu đó như thế nào. Thank you.
sâu nhỏ bé đó. Sau bao nhiêu vất vả gian lao và cực khổ, để lột xác thành một chú bướm và điểm tô cho cuộc sống này thêm màu sắc xinh đẹp.